thì vang số nó sẽ có hai loại, đó là một dòng digital và một dòng analog. Mình sẽ bật đặt lên đây hai thiết bị này, cái ở giữa đây là dòng digital và cái trên này đây là dòng analog. Khác biệt nhau ở cái gì? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa lại chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình làm một cái clip để mình chia sẻ với mọi người làm sao để chúng ta lắp đặt một bộ dàn âm thanh. Khi lắp đặt một bộ dàn âm thanh, chúng ta cần phải lựa chọn những cái thiết bị gì để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào vấn đề luôn. Thì khi lắp đặt một bộ âm thanh thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần đó chính là chúng ta phải lựa chọn cho chúng ta một cặp loa. Loa là gì? Loa là để nó phát ra âm thanh. Chúng ta cần phải lắp loa lớn hay là loa nhỏ, loa công suất bao nhiêu thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái diện tích phòng của chúng ta. Ví dụ như phòng của chúng ta 15m² thì chúng ta sẽ lựa chọn những căn phòng ở những cặp loa nó phù hợp với công suất này kia, cho phù hợp với căn phòng của chúng ta là 15m². Và ví dụ như phòng tầm 30m² ha, 40m² thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cặp loa nào để cho nó phù hợp với cái diện tích không gian phòng của chúng ta, để cho âm thanh nó cho ra đầy và ok nhất có thể. Thì trước mặt mọi người đây là một cặp loa Bodiem 8S. Nhưng dòng loa bé như thế này thì lúc nào bên mình cũng sẽ cần phải phối ghép thêm một chiếc xúc nữa để cho nó bù những cái âm bass được sâu và được mềm mượt hơn. Tiếp đến là về vấn đề của phần thiết bị, máy. Thì điều đầu tiên, khi chúng ta chọn được loa xong rồi thì chúng ta sẽ phải chọn đó là cục đậy, tức là main power. Thì phần cục đậy công suất thì chúng ta phải lựa chọn như thế nào? Nó làm sao để nó phù hợp với cái công suất mà loa đạt được, thì khi đó âm thanh nó ra mới ok được. Thì cái vấn đề này, ví dụ như chúng ta, quý vị nào chúng ta chưa có được nắm rõ lắm thì chúng ta có thể là gọi qua các trung tâm để được tư vấn nó cho nó làm sao để chúng ta lựa chọn được một cái cục đậy nó phù hợp với cái công suất của loa. Rồi đây là vấn đề của cục đậy. Thì cục đậy thì khi mà chúng ta lựa chọn những cục đậy mắc tiền xịn sò của hàng này kia thì khuếch đại của nó sẽ tốt hơn, rồi độ lọc âm thanh nó tốt hơn thì nó sẽ tái tạo và cho ra cái âm thanh tốt hơn. Thì đó là về vấn đề của cục đậy. Rồi tiếp đến mình sẽ nói vào vấn đề các bộ lọc và các cái bộ nguồn để lấy chủ đề chúng ta lấy nhạc. Nguồn lấy nhạc đầu tiên thì là mình sẽ nói đến về phần đầu karaoke. Thì trước mặt mọi người đây là một chiếc đầu Dun HD. Về cái nguồn nhạc, chúng ta có thể là lựa chọn nguồn nhạc từ TV trực tiếp xuống bộ âm thanh của chúng ta cũng được, hoặc chúng ta có thể lựa chọn mua một cái đầu karaoke chuyên dụng để lấy nguồn nhạc cũng được. Sự khác biệt của đầu karaoke và chúng ta lấy nhạc từ TV thì nó khác nhau như thế nào? Cái thứ nhất, khi chúng ta chọn đầu karaoke thì đầu karaoke thì nó sẽ có ổ cứng, và trong ổ cứng sẽ tích hợp rất là nhiều bài hát, nó khoảng tầm 30 đến 40 ngàn bài hát và được cập nhật liên tục. Đó, cho nên là về vấn đề bài hát thì nó sẽ là ok mọi người ha. Rồi, về khác nhau hơn nữa là cái chất lượng âm thanh. Thì khi đầu karaoke thì đây là dòng chuyên mà mọi người, chuyên, cho nên là đầu karaoke sẽ được tích hợp một con giải mạ DAC để nó xử lý cái âm thanh cho ra tốt hơn. Thì đó là cái điều mà rất là quan trọng khi chúng ta lắp đặt một bộ âm thanh karaoke. Còn nếu mà nhu cầu của chúng ta mà vừa vừa thôi thì chúng ta có thể lấy nguồn nhạc từ TV đưa xuống trực tiếp cũng được. Còn nếu như chúng ta muốn là nhu cầu cao hơn một chút thì chúng ta có thể lựa chọn đầu karaoke. Và cái thứ hai nữa là ví dụ như là khi chúng ta hát trên TV thì khi đó nó sẽ bị quảng cáo này kia rất là nhiều. Nhưng khi chúng ta lựa chọn đầu karaoke, chúng ta hát ở trên phần YouTube cũng không bị quảng cáo, vì đã được nhà hàng mua bản quyền sẵn này kia rồi. Cho nên là khi chúng ta hát ở trên khi chúng ta hát YouTube ở trên đầu karaoke thì nó cũng sẽ không bị quảng cáo. Và tức là chúng ta muốn hát online cũng được và offline cũng được. Đó là cái vấn đề tiện lợi của đầu karaoke. Bây giờ mình sẽ nói đến cái vấn đề là cục quản lý nguồn, cái mà chúng ta cần phối ghép cho một bộ dàn karaoke. Quản lý nguồn chúng ta dùng cũng được và không dùng cũng được. Nếu không dùng thì chúng ta sẽ rắc rối hơn khi chúng ta tắt và mở. Bình thường như khi chúng ta tắt mở thì chúng ta chỉ cần nhấn một nút thôi. Nhưng nếu không có quản lý nguồn thì chúng ta phải tắt từng thiết bị một, và chúng ta phải nhớ là khi chúng ta tắt, chúng ta phải tắt cái gì trước, và khi chúng ta mở thì chúng ta phải mở cái gì trước. Thì như vậy những người mà cao tuổi một chút thì đôi khi họ sẽ không chú ý tới, và đôi khi lỡ mà họ sẽ quên. Chúng ta bật sai thì nó sẽ bị nổ loa,
nó sẽ làm ảnh hưởng đến cặp loa, nó sẽ bị, có khi có những lúc nó sẽ bị bứt chép luôn mọi người, hoặc bứt loa bát luôn, tức là nó sẽ cháy loa. Đó là vấn đề mà tác hại khi chúng ta mở sai thời điểm. Cho nên về vấn đề quản lý nguồn, khi chúng ta lắp một buổi âm thanh karaoke thì chúng ta, mình khuyên mọi người chúng ta nên chọn một cái quản lý nguồn để chúng ta tắt mở cho nó tiện lợi, và nó sẽ tránh vấn đề là nổ loa. Ví dụ như chúng ta đang hát bình thường như thế này mọi người ha, chúng ta có thể bấm tắt ngang, không bị ảnh hưởng một cái gì mọi người. Đó là mình đảm bảo với mọi người về vấn đề đó. Đó là cái lợi ích của cục quản lý nguồn. Rồi ok mọi người, thì tiếp đến mình sẽ nói về phần micro. Thì micro thì sẽ được phân ra hai loại đơn giản, đó là mic có dây và mic không dây. Thì nếu như quý vị nào chúng ta thích sử dụng mic dây thì chúng ta có thể lựa chọn mic dây, và quý vị nào muốn sử dụng mic không dây thì chúng ta có thể lựa chọn mic không dây. Thì nó khác nhau ở chỗ là mic không dây thì nó sẽ không có bị dây nhựa rườm rà này kia, và mic có dây thì chúng ta biết rồi đó, dây nhựa này kia nó sẽ bị rườm rà. Còn về vấn đề khác nhau giữa chất âm của mic không dây và mic có dây thì mình sẽ nói vào một clip sau. Đó là cái thiết bị mà chúng ta cần phải chọn cho một bộ âm thanh karaoke. Rồi, tiếp đến mình sẽ nói điều quan trọng nhất, đó là cái bộ não điều khiển của một bộ âm thanh. Đó chính là mixer. Thì cái này ở Việt Nam ta hay gọi là vang số. Mình sẽ dùng từ vang số luôn để cho mọi người chúng ta dễ hiểu ha. Thì vang số nó sẽ có hai loại, đó là một dòng digital và một dòng analog. Mình sẽ bật đặt lên đây. Hai thiết bị này, cái ở giữa đây là dòng digital và cái trên này đây là dòng analog. Khác biệt nhau ở cái gì? Bây giờ mình sẽ nói luôn để mọi người chúng ta được nắm rõ thêm luôn. Mình sẽ nói về digital trước mọi người ha. Thì khi chúng ta sử dụng một cái vang số như thế này, thì trong vang số được tích hợp ví dụ như là equalizer, compressor và cả DSP để mà chia các cái dải tần số cho từng loa. Ví dụ như chúng ta muốn cắt tần số loa full đạt bao nhiêu hertz và cắt tần số loa sub đạt bao nhiêu hertz thì vang số digital nó sẽ làm được cái việc đó, và nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ chi tiết hơn. Tại vì digital nó được sử dụng equalizer parametric, cho nên chúng ta có thể tùy biến nó một cách rất là dễ dàng. Đó là cái sự khác biệt, mình chỉ nói tóm lược sơ qua như vậy thôi. Rồi, và cái vấn đề khác của dòng này nữa thì có một số khách hàng chúng ta là muốn là tự chỉnh tay, thì dòng này thì chúng ta chỉnh tay được, nhưng mà chỉnh tay nó sẽ rắc rối hơn. Quý vị chúng ta phải tìm hiểu sâu thì chúng ta mới chỉnh tay được, hoặc là chúng ta muốn căn chỉnh ở trên máy tính cũng vậy, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu sâu thì khi đó thì chúng ta mới căn chỉnh được. Đây là cái đặc tính của mixer digital. Rồi, mixer analog, vang số analog thì mọi người ha, để mọi người chúng ta dễ nắm. Có nhiều quý vị là chúng ta muốn là chỉnh riêng từng bài hát, có những bài là chép nhiều chúng ta có thể giảm chép xuống, có những bài chép ít thì chúng ta có thể tăng chép lên. Thì chúng ta có thể lựa chọn dòng mixer analog, nhưng mà analog cái thứ nhất là nó sẽ không tối ưu được hết về vấn đề khi cắt tần số là một. Rồi, khi cắt tần số của nhạc cho đến khi cắt tần số của mic. Cho nên thành ra khi sử dụng mixer analog nó sẽ hay bị hú hơn. Vì sao? Vì nó là nhà hàng đã tối ưu, đơn giản, nó chỉ có là bát, trung và chép thôi. Cho nên chúng ta vặn, khi hú thì chúng ta vặn tép xuống, và khi bị ù thì chúng ta giảm bát xuống. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi khi chúng ta sử dụng mixer digital, thì trong mixer digital nó được tích hợp equalizer parametric, cho nên chúng ta sẽ điều chỉnh nó một cách chi tiết hơn, rõ hơn. Tần số nào đang dư chúng ta có thể điều chỉnh được hết, cho nên cái khả năng tối ưu để mà chống rú rít hú này kia nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với khi chúng ta sử dụng vang số analog. Đó là cái sự khác biệt cực kỳ lớn và rất là quan trọng khi chúng ta lắp một bộ âm thanh. Ngoài ra nữa thì thông thường vang số digital thì sẽ được là tích hợp reverb, echo riêng biệt, và cái ưu việt nữa là equalizer của echo, equalizer của reverb đều có cả riêng biệt hết. Đó. Nói chung là digital nó sẽ có rất là nhiều cái tool để chúng ta điều chỉnh làm sao cho âm thanh được trở lên mượt mà hơn, hay hơn, và giảm đi cái tỷ lệ gọi là sai số rồi là rú rít này kia, nó tối ưu hơn rất là nhiều so với là analog.
Mình sẽ nói như vậy để cho mọi người chúng ta nắm, để mọi người chúng ta nên lựa chọn dòng vàng số nào để cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Rồi, tiếp đến. Bây giờ mình sẽ so sánh một cái bàn mixer với một cái vàng số digital. Ok mọi người, đây là chắc là mọi người, đây là một cái bàn mixer. Thì gia đình có sử dụng bàn mixer được không? Ok mọi người, đều sử dụng được cả. Với trường hợp như thế nào? Ví dụ như mà chúng ta hát chuyên nghiệp một chút thì chúng ta có thể lựa chọn mixer. Và cái thứ hai, khi chúng ta muốn là bộ âm thanh của chúng ta đang có ở nhà, bây giờ chúng ta muốn tận dụng nó để đôi khi chúng ta chơi band, chúng ta cắm guitar vào, cắm organ hoặc cắm piano vào, thì chúng ta sẽ cần nên phải lựa chọn mixer analog này. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì những cái dòng bàn mixer này nó là thuộc cái dạng dòng chuyên dụng và nó thuộc cái dạng là chuyên nghiệp. Cho nên là cứ mỗi channel thì sẽ được tích hợp một hệ thống, một bộ equalizer riêng và một bộ effect riêng. Đó, cho nên trường hợp như khi chúng ta chơi guitar chúng ta đâu cần lấy echo đâu, thì chúng ta tắt echo, chúng ta để reverb. Đó, đó là cái sự khác biệt của mixer với lại vang số. Còn vang số chúng ta muốn làm điều đó không có được mọi người. Và mình sẽ tóm lại là như thế này. Vang số không sử dụng để chơi nhạc cụ được mọi người. Nó chỉ sử dụng để chúng ta lấy nhạc và hát karaoke thôi, chứ nó không sử dụng cho chúng ta chơi nhạc cụ được, chơi band được. Thì đó là vấn đề cái sự khác biệt của mixer và vang số. Mà mình cũng chỉ nói tóm lược như vậy để mọi người chúng ta nắm dễ hơn. Thì đây là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ tới mọi người. Tức là khi chúng ta mua một bộ âm thanh karaoke thì chúng ta cần phải biết được là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta là cái gì, để chúng ta chọn cho chúng ta một cái thiết bị nhất định để chúng ta sử dụng cho nó ổn định, cho nó ok. Đó. Thì ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ tóm lược lại cái chủ đề của clip hôm nay. Tức khi chúng ta lắp một bộ âm thanh thì những cái điều cơ bản của chúng ta cần nắm đó chính là loa, một cặp loa full và một chiếc loa sub. Loa sub để làm gì? Loa sub để chúng ta lấy những giải âm trầm. Đó, khi phòng chúng ta lớn quá, loa full nó không thể phụ sub được, thì đòi hỏi chúng ta cần phải lắp thêm một chiếc sub. Và cái thứ hai nữa thì để cho nó tạo được cái chiều sâu âm thanh hơn, hay hơn và nghe nó ấm hơn, thì đó là vấn đề dựa loa full và loa sub. Đó là về vấn đề cấu hình loa. Rồi, tiếp đến máy thì chúng ta sẽ cần phải chọn đó là một cái cục đẩy gọi là main power, để làm sao phù hợp cái công suất với cái cặp loa mà chúng ta đang sử dụng. Tiếp đến chúng ta sử dụng một con vang số. Thì vang số thì lúc nãy giờ mình đã có giải thích cho mọi người rồi, chúng ta nên lựa chọn vang số analog hay là digital, thì đó là vấn đề quyền lựa chọn của chúng ta, làm sao để phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Thì khi chúng ta mua một bộ đồ á, thì chúng ta sẽ gọi qua một trung tâm nào đó, thì quý vị chúng ta nêu ra cái nhu cầu của chúng ta, thì lúc đó thì các bạn kỹ thuật sẽ tư vấn cho chúng ta một cách phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Rồi đó, tiếp đến thì chúng ta cần phải có một cặp mic. Thì mic thì chúng ta có thể lựa chọn mic không dây hoặc mic có dây, thì đó là tùy theo nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và tiếp đến là một cục quản lý nguồn để chúng ta cắm tất cả thiết bị vào đó, sau đó chúng ta chỉ cần nhấn một nút thôi thì nó sẽ lên toàn bộ cả hệ thống. Rồi tiếp tục đến đó là nguồn phát nhạc. Thì nguồn phát nhạc thì đây là, trước mặt mọi người đây là một cái đầu karaoke đun. Thì có thể chúng ta sẽ lựa chọn là phát nhạc, nguồn nhạc ở trên TV trực tiếp xuống bộ âm thanh luôn cũng được. Còn nếu như chúng ta có nhu cầu cao hơn thì chúng ta có thể lựa chọn đầu karaoke chuyên dụng để nó cho ra một chất âm thanh hay hơn. Và khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ tiện lợi cho chúng ta hơn. Đó, nó có thể kết nối được với iPad hoặc với điện thoại này kia để chúng ta lựa chọn bài hát một cách tiện lợi nhất có thể. Đó là khi chúng ta lựa chọn đầu karaoke. Thì ok mọi người, thì clip hôm nay là mình muốn chia sẻ để mọi người chúng ta nắm rõ hơn về cái nhu cầu của chúng ta, để chúng ta lựa chọn cho chúng ta những cái thiết bị phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, làm sao cho nó ok nhất, để tránh cái trường hợp mà chúng ta mua về nó bị lãng phí, nó bị dư thừa mà không đúng với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Như vậy nó sẽ rất là lãng phí tiền của chúng ta. Đó. Và clip thì mình sẽ kết thúc ở đây. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share và subscribe. Xin chào tất cả mọi người.